Xin chào các bạn, có rất là nhiều người thứ ba sau khi nghe video của Sóng Tình Yêu GB đã tìm đến mình và chọn mình trở thành người tư vấn, giải quyết và cho cô ấy những cái hướng đi, những cái lời khuyên trong cái tình huống mà những người thứ ba gặp phải khi mà họ không thể tìm được cái chỗ dựa về tâm lý cũng như là không biết giải quyết như thế nào trong tình huống của riêng bản thân mình. Rất là cảm ơn các bạn đã đồng hành và tin tưởng Sóng Tình Yêu GB và chọn Sóng Tình Yêu GB là người gỡ rối cho bạn những cái khúc mắc trong tình cảm như vậy. Và trong tình huống mà các bạn là người thứ ba tìm đến với Sóng Tình Yêu GB thì Sóng Tình Yêu GB cũng đã gộp lại những cái trường hợp mà Sóng Tình Yêu GB đã tư vấn cho một số tân chủ có những cái trường hợp na ná tương tự giống như nhau. Và mình vẫn nhấn mạnh với các bạn rằng người thứ ba chỉ giống ba chữ là người thứ ba thôi, mà mỗi trường hợp, mỗi một hoàn cảnh, mỗi một con người đều có những sắc thái riêng biệt của từng câu chuyện, không có một người thứ ba nào giống một người thứ ba nào hết. Nhưng mà trong những cái tình huống mà rất là nhiều người thứ ba yêu thật lòng người đàn ông có vợ thì rõ ràng những cái ký ức, những cái kỷ niệm và những cái suy nghĩ thật tâm của họ dành cho người đàn ông có vợ kia vẫn có những cái phần gọi là những cái ký ức rất là đẹp, không dễ gì phôi phai trong cuộc đời của người đàn bà lỡ yêu phải người đàn ông có vợ kia. Cái điều đó cũng không phải là một cái điều sai, vì khi mà cảm xúc của các bạn đang cần vuốt ve, đang cần được yêu thương và người đàn ông đó đến cho bạn những cái giá trị bạn cần, đang lúc bạn đói mà lại có người cho bạn cơm ăn nước uống thì rõ ràng cái nhu cầu mong muốn của bạn được đáp ứng, thì bạn sẽ có cái suy nghĩ là tôn sùng cái tình yêu đó, và cái điều mà bạn đón nhận được, bạn cảm thụ đó là giá trị hạnh phúc. Trong cái lúc mà bạn cần thì rõ ràng những cái điều bạn muốn, bạn nhận được là cái sự sung sướng và cái sự hài lòng của bạn thực nhận chứ còn gì nữa. Nên nói người thứ ba có hạnh phúc khi mà yêu người đàn ông có vợ hay không thì có những giai đoạn họ cảm giác được hạnh phúc chứ. Nhưng mà họ vẫn suy nghĩ một cái hướng là người đàn ông rất là tốt với họ. Nhưng mà bạn biết không, có những người đàn ông có vợ xấu ác tệ, thậm chí là rất tệ với người thứ ba, nhưng mà người thứ ba lại không đủ nhận thức, không đủ cái sự tinh tế để nhận ra điều đó. Và hôm nay mình sẽ đem đến cho bạn bốn cái kiểu cách của người đàn ông có vợ đối xử rất là xấu, rất là tệ, rất là ác, thậm chí là rất là lạnh lùng với người thứ ba. Mình không phải là một người chuyên đi nói xấu đàn ông có vợ để mà những người thứ ba ghét, chán hoặc là muốn buông bỏ người đàn ông có vợ kia dễ dàng hơn. Mà những câu chuyện của mình khi mà đã đúc kết thành video, thành đề tài như thế này là mình đã thống kê những cái trường hợp mà mình đã phỏng vấn, mình đã tư vấn để làm cho họ bình yên hơn và giúp cho họ có những cái lối đi, những cái lối thoát mang cái màu sắc tốt đẹp hơn khi mà họ còn luẩn quẩn trong cái thế giới với người đàn ông có vợ kia. Và rõ ràng đây là những cái trường hợp mình nghĩ rằng những người thứ ba nghe là hiểu, đã, nghe là biết, thậm chí là nghĩ sâu, nghĩ mà rõ, nghĩ mà cụ thể, thì chắc chắn không có người thứ ba nào lại phủ định cái điều này hết. Và chúng ta đến với cái điều đầu tiên nhé. Người đàn ông có vợ rất là xấu, rất là tệ với người thứ ba ở cái điểm đầu tiên là khi người thứ ba quyết định bỏ người đàn ông kia. Nhưng mà người đàn ông kia lại tìm mọi cách bám giữ, níu lụy tình đến một mức khiến cho người thứ ba không nỡ ngoảnh mặt quay đi. Họ cũng là những người đàn ông biết yêu nên họ cũng có trái tim mềm yếu và họ cũng không muốn rời xa người tình của mình, nên họ đã tìm mọi cái cách như là cố tạo ra một cái sức ép khiến cho người thứ ba kia cũng phải khổ tâm, cũng phải nghĩ đến họ. Họ quan tâm, họ nhắn tin, rồi họ mua đồ ăn thức uống đến để mà tỏ rõ ra cái sự yêu thích của mình với người thứ ba, mong rằng người thứ ba nghĩ lại cái sự ân cần, cái sự quan tâm của người đàn ông có vợ mà đừng có bỏ rơi họ. Bạn thấy không? Người đàn ông có vợ rất là yếu đuối. Trong cái lúc mà bạn muốn rời xa họ thì họ chưa thực sự muốn bỏ bạn đâu. Chính vì có những cái tình huống mà những người thứ ba mém hoặc là sắp bước chân vào cái thế giới người thứ ba thì đã tìm đến Sóng Tình Yêu GB, được Sóng Tình Yêu GB giữ chân lại để cho họ đừng sa ngã, thì người đàn ông kia vẫn tìm mọi cách, mọi thủ đoạn để mà tiến gần đến người phụ nữ ấy. Bởi vì trong tình huống mà người đàn ông chưa ăn được mà đã dày công
1, 2 năm để theo đuổi cái người đàn bà kia, mà gần đến lúc người đàn bà kia ngã rồi á, thì người đàn bà đó lại vô tình may mắn tìm được sóng tình UGB, nên sóng tình UGB đã cản cản họ để họ đừng có lao vào phía người đàn ông có vợ kia. Và người đàn ông có vợ kia đã nhiều năm dày công mà không ăn được cái trái nó ở trước mặt, lúc nào nó cũng đong đưa trước mặt hết á. Nó dạng như là mỡ treo mà để mèo nhịn đói vậy đó. Cái cảm giác nó rất là háo hức. Đấy là trường hợp mà người thứ ba chưa bị người đàn ông có vợ kia nuốt chửng ăn tươi nhé. Còn nếu mà ăn chán rồi thì chắc có lẽ là người đàn ông có vợ kia bỏ rơi người thứ ba một cách cái rục, làm cho nhiều người thứ ba vỡ nát trái tim, đau khổ khóc ngày khóc đêm, trầm cảm đến mức mà mất ngủ. Nhưng mà trong tình huống người thứ ba này là người thứ ba yêu rồi nhưng mà chưa có quan hệ tình dục, tức là người đàn ông có vợ kia chưa có thực sự ăn được trái cấm, nhìn từ xa, hít ngửi thì có, yêu xa thì có, nhắn tin và yêu trong cái dòng cảm xúc thì có, nhưng mà thực chất ra là nếm thật, ăn thật, ăn tươi nuốt chặn vô trong người thì chưa. Chính vì vậy cái khả năng mà khao khát rất là nhiều, và rõ ràng là anh ta cũng sẽ liên tục nhắn tin để thể hiện cái sự quan tâm, mua rồi tặng cho bạn những món quà vào những cái ngày sinh nhật hoặc là những cái ngày dịp lễ nào đó để mà lấy và xây dựng tình cảm cho bạn. Thì những người thứ ba nào chưa thực sự ân ái với đàn ông có vợ và vẫn đang là cái kiểu người nằm trong cái tầm ngắm của người đàn ông có vợ thì bạn nên thận trọng nhé. Vì rất là nhiều người thân chủ của mình cũng vướng vào cái tình huống này, nhưng mà chỉ vì một lúc không mạnh mẽ, cảm xúc nó yếu đuối, cảm xúc nó tụt xuống dưới chân, thì rõ ràng cái lúc đó là người đàn ông kia sẽ chiếm lấy bạn, và rồi bạn sẽ ngập tràn trong những ngày đau khổ. Và có những trường hợp xem video sóng tình UGB rồi, giữ mình được rồi, nhưng mà chỉ có một đêm, chỉ có một nốt nhạc là mất đi cái niềm tin, mất đi cái sức mạnh đó, và cuối cùng là ngã vào vòng tay của người đàn ông có vợ kia, và rồi tìm đến sóng tình UGB với cái sự đau khổ vô cùng. Đó, chú ý bạn nha. Và người đàn ông có vợ xấu tệ với người thứ ba ở cái điểm thứ hai, đó chính là khi mà người đàn ông đó đã chọn gia đình, đã chọn con, đã chọn vợ, nhưng vẫn giữ chân người thứ ba như là một bánh xe sơ cua, xem người thứ ba như một nhân vật dự bị, nuôi dưỡng cảm xúc yêu với người thứ ba, không để cho người thứ ba tìm thấy một người đàn ông khác ngoài họ. Họ vẫn luôn chứng tỏ rằng họ là một người đàn ông sáng giá để cho người thứ ba đáng để yêu. Tức là có những người đàn ông rất là có vị thế trong xã hội này, rất là bảnh trai, rất là đẹp, rất là hào hoa, nói chung là một người đàn ông rất là lý tưởng. Nhưng mà họ còn có gia đình. Họ vẫn không chọn người thứ ba để làm một cái bến đỗ bình an sau khi mà bỏ vợ. Mà trái lại là họ muốn song song có hai người. Còn nếu mà phải lựa chọn thì họ chọn vợ, bỏ lại người thứ ba ở phía đằng sau. Nhưng mà trong cái bỏ đó vẫn có cái sự giữ chân. Đó. Có những người bỏ nhau đến cả 5-6 tháng rồi nhưng vẫn nhắn tin để giữ chân người thứ ba kia. Người đàn ông như vậy có ác hay không bạn? Ác chứ, tệ không? Tệ chứ. Ít ra anh ta cũng phải suy nghĩ đến một cái điều mà người đàn ông có thể làm được cho người họ yêu, đó chính là nếu không có được nhau thì cũng phải cho nhau được một cái con đường sáng hơn khi mà không có nhau bên cạnh. Nhưng mà khi không có nhau họ vẫn giam giữ như vậy. Nếu mà giam giữ như vậy có khác nào là họ vẫn đang yêu nhau và nắm chặt người kia, mặc dù là không quan hệ tình dục thôi, nhưng mà vẫn bên cạnh nhau hàng ngày nhắn tin như thế, thì có khác nào là giam lỏng? Biết giam lỏng không? Biết ăn treo không? Đó, tức là luôn luôn giám sát, chứ không có nghĩa là thôi rồi, đã bỏ rồi, đã xong rồi, không có như vậy. Không có được trở thành một người bạn bình thường, mà trở thành một đối tượng yêu mà nuôi dưỡng, một lúc nào đó có thể quay lại. Cái trường hợp này rất nguy hiểm bạn nha. Nên phụ nữ là người thứ ba đã dứt tình, đã bước ra khỏi cánh cửa người thứ ba, chớ đừng quay mặt lại nhìn mà luyến tiếc. Bởi vì ánh mắt của bạn thể hiện sự luyến tiếc thì rõ ràng anh chàng kia biết rõ là bạn chưa thể quên được anh ta, bạn vẫn còn yêu anh ta, và rõ ràng đó chính là cái thời khắc mà anh ta nắm được trái tim của bạn. Anh ta sẽ tìm mọi cách để giữ chân bạn. Bạn cứ đổ thừa, trời đất ơi, tại sao người đàn ông có vợ kia cứ níu giữ tôi hoài vậy, tôi muốn bỏ mà tại sao anh ta lại cứ làm như thế. Nếu mà bạn không phát ra tín hiệu còn yêu thương anh ta thì anh ta đâu có thể đủ mạnh mẽ, đâu có thể đủ cái độ chai lì, đâu có đủ dũng cảm để mà níu giữ bạn, đúng nào? Bạn đừng đổ thừa cho người khác. Bạn phải nhìn xem mình có đủ mạnh mẽ, đủ dũng khí để mà dứt tình hay chưa.
Nếu mà bạn không đọc tin nhắn thì anh ta sẽ không nhắn tin nữa. Và nếu mà bạn không nghe điện thoại thì anh ta sẽ không gọi nữa. Nhưng mà bạn cứ nhắn tin, bạn cứ đọc tin thì làm sao mà anh ta không nhắn? Tức là bạn đã cho một cái cơ hội, cho một cái tín hiệu xanh để cho anh ta bắt đầu một cái tín hiệu khác từ phía anh ấy đến với bạn. Nên là đừng có đánh lừa mình và đừng có đổ lỗi cho anh chàng đó nữa nhé. Người thứ ba mạnh mẽ lên, gồng mình lên, vượt qua nó. Khi mà bạn đã vượt qua rồi, tại sao bạn lại tiếc nuối, bạn còn cố tình nuôi dưỡng bạn trong một cái tâm trạng như vậy? Bạn có thấy là bạn đang làm bạn khổ hay không? Người thứ ba phải suy nghĩ rất là kỹ về vấn đề này nhé. Còn cái điều thứ ba mà người đàn ông có vợ tệ xấu ác với người thứ ba là gì? Là người đàn ông đó có thủ đoạn. Đó, nói cái chữ thủ đoạn. Thủ đoạn ở đây rất là tinh vi, vi tế nha bạn nha. Có những người đàn ông, người ta có trình độ cao á, cái thủ đoạn của họ cao như cái trình độ của họ. À, chứ đâu phải là với những người mà người ta thấp thì người ta dùng thủ đoạn thấp. Còn những người trình độ cao thì người ta dùng thủ đoạn cao. Đó, cái thủ đoạn của họ là gì? Đánh vào cái tâm lý thương xót của người thứ ba. Vốn dĩ người phụ nữ có trái tim nhân hậu hơn người đàn ông. Bởi vì sao? Người phụ nữ chồng ngoại tình vẫn có thể tha thứ. Tha thứ một lần, tha thứ hai lần, tha thứ ba lần. Có những người phụ nữ tha thứ suốt một đời làm vợ luôn để cho chồng ngoại tình. Đó. Nhưng mà người đàn ông hiếm, ít có người như thế. Đấy, chính vì lý do khác biệt về giới tính mà họ đánh vào trái tim thương xót của một người thứ ba, khiến cho người thứ ba luôn luôn cảm giác như mình có lỗi trong cái việc chia tay người đàn ông đó. À, rồi có một cái kiểu người đàn ông có vợ nữa là ăn vạ, biết ăn vạ không? Hành hạ thân xác. À, giống hệt như là không cạo râu này, gầy đi mấy ký này, khổ sở này, chụp hình gửi cho người thứ ba thấy để mà cho người thứ ba thấy rằng vì em mà anh phải khổ sở như thế này đây, vì em mà anh tiều tụy như thế này đây, vì em mà anh đã mất hết tất cả mọi thứ như thế này này, quy trách nhiệm cho người thứ ba, làm cho người thứ ba trái tim không ngủ yên được, bởi vì luôn luôn có cảm giác mình có lỗi với cái người đàn ông đó. À, ghê chưa, thâm chưa, hiểm chưa, người đàn ông có vợ tinh vi đến cỡ đó. Và còn một cái dạng thủ đoạn đó là gì? Dụ dỗ trong cái sự chờ đợi. Ôi trời, cái này mới thâm này, cái này mới hiểm nè. Cho anh thời gian. À, cái câu nói này rất là quen nha, rất là ác nha, rất là ghê nha. Rồi còn có một câu nữa cũng ác không kém gì, đó chính là anh muốn ở bên em đến khi em được bình an. Hoặc là cái câu nói là em muốn anh ở bên cạnh như một người bạn. Nha em. Đó. Anh muốn ở bên em đến khi em thật sự bình an. Trời ơi, rồi cái câu này không biết bao giờ em mới bình an. Em chỉ có ở bên cạnh người đàn ông có vợ là em không bình an thôi. Chứ em ở bên cạnh ai cũng bình an hết á. Chính anh ta mang đến sự bất an cho bạn, rồi lại vỗ về các bạn bằng một cái câu nói hoàn toàn bất an hơn. Đó chính là anh sẽ ở bên em đến khi em bình an. Oh my God, không có khi nào bạn được bình an khi mà bạn yêu một người đàn ông có vợ hết. Chẳng có đêm nào bạn được ngủ thẳng giấc, đêm nào cũng phập phồng lo sợ hồi hộp, rồi khóc đêm khóc hôm, rồi bị trầm cảm. Vậy mà nói là anh sẽ ở bên em cho đến khi em bình an. Đến khi em bình an là em đã tan tành mây khói rồi, em đã tan xác khổ sầu rồi. Đó. Rồi còn một cái thủ đoạn của người đàn ông có vợ là gì? Chọn vợ, thương con, nhưng mà nói một câu rất ác nữa, đó là anh chọn vợ, yêu con, chọn gia đình nhưng anh chưa bao giờ ngừng yêu em. Trời ơi, câu này mới mới đánh đúng vào tâm huyệt của người đàn bà đang yêu người đàn ông có vợ này, làm cho người đàn bà đó không thể nào mà ngừng yêu người đàn ông có vợ cứ được hết. Trái tim cứ như là bị bóp từng từng cơn làm cho người phụ nữ đau khổ và luôn luôn có cảm giác là trời đất ơi, cái người đàn ông này yêu mình đến thế mà mình nỡ lòng nào chia tay. Người đàn ông này đã mang cho mình những cái giá trị cảm xúc yêu thương, người đàn ông này mang cho mình tất cả mọi thứ, vậy mà mình lại chia tay anh ấy, lãng phí tiếp. Và cảm thấy người đàn ông này tuyệt vời đến mức mà mình không thể rời xa họ được. Đó. Anh ấy nhấn mạnh là dù anh ấy có chọn tất cả mọi thứ đi nữa, em vẫn là một người mà anh ấy chưa bao giờ ngừng yêu em. Trời ơi, một cái câu nói lãng mạn xến xúa mà làm cho bao nhiêu người thứ ba vỡ nát trái tim và chấp nhận với cái kiếp sống của người thứ ba trong muôn vàn những cái đau khổ, ngập tràn trong nước mắt mà không tỉnh não được. Ác ghê chưa? Cái vấn đề đúc kết trong cái điều thứ tư của người đàn ông chính yếu, họ ác với người thứ ba, tệ với người thứ ba, xấu với người thứ ba. Vì sao? Vì bản chất họ là một người đàn ông tham lam, vì muốn có hai người đàn bà nhưng không chịu buông tay một trong hai người đàn bà đó ra, để khiến cho hai người đàn bà đều phải đau khổ, đều phải ghen hờn, đều phải khóc khổ
Có phải là tham không? Có phải là ác độc với hai người phụ nữ yêu mình không? Rồi họ sống trong cái sự ích kỷ đó, và họ luôn luôn cho rằng bản thân anh ta có lỗi với hai người phụ nữ. Anh ta có lỗi với hai người phụ nữ là đúng rồi, nhưng mà anh ta cũng có lỗi với chính anh ta nữa. Bởi vì cuộc đời anh ta không được sống một cách rõ ràng, không đủ mạnh mẽ để quyết định, và không đủ dũng khí để rời xa một trong hai người. Người nào anh ta cũng có tình cảm hết, và người nào anh ta cũng làm cho họ tổn thương hết. Người nào cũng chịu cái sự đau khổ khi mà đến với anh ta hết. Cả hai người đàn bà đều giằng xé trong nỗi đau khi yêu một người đàn ông. Đó, thì chính trong cái tình huống đó mà người đàn ông trở nên xấu tà ác trong mắt hai người đàn bà, chứ không riêng chỉ một người thứ ba bạn nhé. Đây là cái phần chia sẻ tâm lý của người đàn ông, mặc dù là họ cũng có những cái sự tổn thương, đau khổ khi mà phải chia tay một người tình mang tên là người thứ ba. Nhưng rõ ràng bản chất của người đàn ông khi mà chưa muốn buông tay hoặc là còn yêu người thứ ba mà phải dứt tình với người thứ ba, thì rõ ràng cái tâm lý của họ cũng đầy là xáo trộn, và họ cũng tìm mọi cách để níu giữ bước chân người thứ ba. Nhưng mà cái hành động níu giữ đó lại trở nên rất là xấu, rất là ác và rất là tệ với người thứ ba bạn nhé. Mong rằng một ai đó là người thứ ba nghe được video này của Sống Tình Yêu GB thì bạn cũng phải suy nghĩ thật là kỹ, phải thận trọng trước những cái sự vi tế trong cái việc mà người đàn ông níu giữ bước chân của bạn khi mà bạn rời xa anh ta bạn nhé. Rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe cái phần chia sẻ của Sống Tình Yêu trong ngày hôm nay. Hy vọng rằng các bạn sẽ luôn đồng hành bằng việc đăng ký kênh cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.